có Kelly tao. Bắt đầu cho vào trận này. Lần đầu tiên tôi quay đúng không mọi người? Đó là lần đầu tiên nhất năm 2019 tôi vào trận, coi thằng nào có chịch bố không để nha anh em. Làm xương nè, nhìn tôi nè, có thằng nào không nè, con nào cũng được, thằng nào cũng được, nếu có một thằng á. Anh em ơi, coi thằng không thể nằm. Tôi là chơi cá nhân, tôi đang là đập nó. Bàn một. Nghe anh em. Đập bộ. Anh em nói bậy. Bố nghe cho có vừa. Chứ chẳng anh em ơi, bắt vào, bắt chọn rồi anh em, hãy like và share và subscribe cho tôi nha anh em. Subscribe giờ đây là vui, nếu có nút bạc thì tôi sẽ đưa cho các cậu coi, và tôi sẽ đăng lên YouTube. Có mỗi nhạc đây. Con Kelly là nó có tốc độ chạy, nếu cho thêm vài đây xong rồi cho nó rồi ý kiến, nếu anh em có ý kiến nhớ ra cho tôi nha. Anh em nhớ có ra ý kiến gì hãy nói tôi và tôi sẽ thực hiện nha. Được quá. Nó về đã lấy một thằng chết hết rồi. Anh em ơi, tôi đã bắn được một thằng rồi. Anh em hãy nhớ like và nhớ subscribe cho tôi. Bơm máu. Anh em ơi, nhìn thấy thằng nào không? Mày hả? Mày hết sọt rồi anh em ơi. Thì tôi đã bắn được hai thằng, thằng này là thằng thứ hai. Mấy thằng này yếu quá. Bơm máu đi anh ơi. Bơm máu đi. Mày yếu quá, anh em ơi, hãy coi thằng nào mạnh mạnh á. Uống cà phê. Tôi đi kiếm dép để anh em. Giờ khổ quá, cuộc đời của tôi chỉ quay phim gì đây? Like thôi. Cuộc đời của tôi như vậy thôi anh em. Anh em nhớ like dùm tôi. Tôi khổ lắm. Tôi không có tiền, tôi đi chết nè. Anh em ơi, sẽ làm một trận tiếp nha. Trận hôm nay tôi sẽ làm 3 trận liên tiếp. Chúng ta sẽ chuyển qua đánh, chúng ta sẽ chuyển qua đánh bóng đá, chúng ta sẽ chuyển qua đấu rác tiếp, đấu hai team hai nha. Đang quay nè, đang quay nè, đang quay rồi đăng lên YouTube nè. Ốp em ơi, không tin được trận nào anh coi chúng ta. Làm con máy tính, con máy tính anh có nè, con anh em ơi, kênh nó là kênh gì vậy? Đang quay nè, nè tôi nói anh em quay luôn, xem anh em ơi, sao kênh tên gì anh em, mẹ xem đúng không, thế anh nói nhìn tôi
đây lúc này là bắt con gà lên chút nhà sóc gà đó. Con làm được, nếu tôi làm được hãy nhớ cho tôi like và share thật nhiều. Đây là bình luận dưới, để lại bình luận ở dưới. Nếu anh em nào có ý kiến thì tôi sẽ làm hết. Anh em ơi, về chợ rồi cũng bị bèo đậu nè, nếu cứ tao sẽ giết nó nha. Tôi bạn nó phải cho mình có gì có đâu, không giết bạn nó. Chúng tôi rồi hãy dù bắt đầu sẽ về ở nhà này thôi. Và tiếp tục của tôi cuối cùng video game mọi người, tôi sẽ mấy mèo tội quá.